Quý bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường lúa gạo. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2024 tiếp tục biến động. Theo đó, giá gạo tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng 50 đến 100 đồng một ký với mặt hàng gạo, tuy nhiên thị trường giao dịch chậm. Trong khi đó, mặt hàng lúa tươi không có sự biến động mới về giá trong phiên giao dịch cuối tuần. Nhìn lại toàn cảnh thị trường lúa gạo tháng 6 năm 2024 có sự phục hồi nhẹ vào gần cuối tháng sau quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo của Philippines. Tuy nhiên, mức giá vẫn giảm đáng kể so với tháng 5. Trở lại với giá lúa gạo sáng nay, ngày 6 tháng 7 tại đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sau khi có biến động vào đầu tuần. Riêng tại thành phố Cần Thơ, thời tiết xấu khiến giá lúa khó tăng, chủ yếu cắt lúa đã cọc. Giao dịch lúa mới tại Đồng Tháp có lai trai giá vững. Sau đây là thông tin chi tiết, mời bà con theo dõi. Theo đó, ghi nhận tại Kiên Giang, giao dịch chậm, giá ít biến động. Lô M34 rất ít người mua do chất lượng xấu. Tại Hậu Giang, giao dịch mới có ít, thương lái chủ yếu lấy lúa đã cọc từ trước. Mặt khác, ở thành phố Cần Thơ, lúa hè thu sắp cạn nguồn, giá bình ổn. Giá tham khảo hôm nay, ER50404 giá dao động quanh mốc 6.900 đến 7.000 đồng một ký. Đài Thơm 8 giá 7.100 đến 7.400 đồng một ký. OM5451 giá ổn định, 7.000 đến 7.100 đồng một ký. OM18 có giá 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM380 dao động từ 7.200 đến 7.300 đồng một ký. Lúa Nhật ở mốc 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Nàng Hoa Chín giá 7.600 đến 7.700 đồng một ký. RVT giá 7.300 đến 7.400 đồng một ký. ST24 giá 8.400 đến 8.600 đồng một ký. Cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Cụ thể, nếp đùm 3 tháng khô giữ nguyên giá so với giá từ 8.800 đến 9.000 đồng một ký. Ngoài ra, nếp lông ăn khô giá bán được áp dụng từ 9.000 đến 9.200 đồng một ký. Mặt khác, nếp 3 tháng tươi và nếp lông ăn tươi tiếp tục ổn định trong ngày hôm nay, có giá lần lượt là 7.000 đến 7.200 đồng một ký và 7.700 đến 7.800 đồng một ký. Tương tự tại các khu vực còn lại như Đồng Tháp, Tiền Giang và An Giang, do ảnh hưởng của các đợt mưa trong những ngày vừa qua nên chất lượng lúa tươi kém, thương lái ra giá thấp. Chi tiết như sau: OM380 giá 6.900 đến 7.000 đồng một ký, ER50404 giá 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Nàng Hoa Chín giá 7.700 đến 7.900 đồng một ký, Đài Thơm 8 giá 7.400 đến 7.600 đồng một ký, OM5451 giá 7.000 đến 7.200 đồng một ký, OM18 giá 7.200 đến 7.400 đồng một ký, OM4900 giá 7.300 đến 7.400 đồng một ký. Tại nhiều địa phương hôm nay, lúa khô các loại giao dịch chậm, sức mua chậm, giao dịch ổn định. Thương lái chủ yếu đã lấy lúa cọc từ trước, lúa phản đồng nhiều. Với mặt hàng gạo hôm nay tăng từ 50 đến 100 đồng một ký với gạo nguyên liệu và thành phẩm. Cụ thể, gạo nguyên liệu ER504 tăng 100 đồng lên mức 10.650 đến 10.800 đồng một ký. Gạo thành phẩm ER504 tăng 50 đồng một ký lên mức 12.600 đến 12.700 đồng một ký. Với mặt hàng phụ phẩm hôm nay không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện giá tấm ER504 không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua ở mức 9.100 đến 9.200 đồng một ký. Trong khi đó, giá cám khô duy trì ổn định ở mức 7.000 đến 7.100 đồng một ký. Bản quyền thuộc sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Giá lúa sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương và chủng loại cũng như chất lượng lúa. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có điều chỉnh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ở mức 470 đô la Mỹ trên tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 572 đô la Mỹ trên tấn, gạo 25% tấm ổn định ở mức 547 đô la Mỹ trên tấn. Theo ghi nhận, Ấn Độ vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới trong 5 tháng đầu năm nay với 7,2 triệu tấn, giảm 25,4%. Tiếp theo là Thái Lan, 4,06 triệu tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kế tiếp là Việt Nam xuất khẩu được 4,03 triệu tấn, tăng 11,2%, Pakistan là 3,02 triệu tấn, tăng 72,5% và Mỹ 1,5 triệu tấn, tăng 66,7%. Giá xuất khẩu gạo chính cho Philippines với tỷ lệ chiếm hơn 80% tổng lượng gạo mỗi ga này nhập khẩu. Một số quan điểm cho rằng việc Philippines giảm thuế nhập khẩu gạo sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng cơ hội cho gạo Việt Nam tại thị trường này, theo VTV. Đến đây, bản tin podcast về thị trường lúa gạo đã kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.